Hello, xin chào tất cả các bác nha. Thì trước mắt các bác đây là hai bộ Sennheiser EW100G3 và EW300G3 ha. Thì Sennheiser này đây là thương hiệu của Đức nha các bác. Và những dòng này thì được make in là USA nữa. Sennheiser là thương hiệu của Đức ha và được sản xuất tại Mỹ. Thì ở đây em sẽ có là 100G3 ha và bộ ở dưới là 300G3. Thì đời nó sẽ cao hơn so với 100G3 các bác ha. Về ngoại hình thì bộ 300G3 cái đầu thu cũng rất là đẹp các bác ha. Bộ 100G3 thì các bác có thể nhìn thấy là cái màn hình nó có vần nó vẫn còn cái miếng dán bảo vệ màn hình này. Chỉ có một điểm trừ đó là cái phía cạnh của cái đầu thu nó bị không biết nó kiểu như bị bye bye màu nha các bác ha. Nhưng về tổng quan chung thì rất là đẹp nha. Riêng bộ đầu 300G3 thì rất là đẹp các bác ha. Rồi, đó về tổng quan về đầu thu. Về tai mic, đây là tai của 100G3 đây ha. 100G3 Sennheiser thì tai của nó còn rất là đẹp các bác ha. Các bác có thể nhìn trong video đó, tai rất là đẹp nha. Củ mic đầu 835 ha, khá là đẹp. Và tất nhiên thì những tai mic là cũng được sản xuất ở Mỹ luôn nha các bác. Đây ha, dòng này là sử dụng hai viên pin 2A ha. Và đây được design in Germany, có nghĩa là được thiết kế ở Đức và được lắp ráp ở Mỹ. Đây ha. Rồi, đầu beta 100G3 835 thì giá của nó là 9 triệu các bác ha. Tiếp theo là 300G3 và đầu là đầu 935 nha các bác, đầu 935 nha. Đó. Đầu mic cũng rất là đẹp nha. Nó có hơi chạy chạy chút xíu trên đầu mic này thôi, nhưng mà vậy là rất là đẹp nha các bác. Giờ về tai mic thì về tai mic cũng mặt bằng chung rất là đẹp nha, chỉ có một vết chạy chỗ này nè các bác, một vết duy nhất chỗ này thôi ha. Đó, về tổng quan cũng rất là đẹp nha, đó có vết chạy thôi. Và đầu là 300G3 ha, nó cũng được sản xuất tại Mỹ luôn nha. Và có một cái đặc điểm khác biệt rất là hay, đó là trên tai mic 300G3 thì nó có sẽ tích hợp luôn cái nút mute. Nút mute trên này ha. Rồi, 300G3 đầu 935 thì giá của bộ này là 12 triệu rưỡi nha các bác. 12 triệu rưỡi nha. Giá là 12 triệu rưỡi. Phụ kiện đi kèm thì sẽ bao gồm là adapter ha, rồi jack 6 ly và chống lăn nha các bác. Rồi em xin nhắc lại ha, Sennheiser 100G3 đầu 835 là 9 triệu ha, và Sennheiser 300G3 đầu 935 giá là 12 triệu rưỡi. Tất cả đều là hàng chuẩn xịn ha các bác và nguyên riêng ha. Cam kết cho các bác tất cả đều là hàng chuẩn xịn hết nha các bác. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.